Mẹ, sao ba không ở nhà mình mà ba qua khách sạn ba ở? Có những chuyện lớn lên thì con sẽ hiểu. Vậy sao ba kêu về đây, tụi mình sẽ được ở cùng nhau? Rồi, mẹ hứa là mẹ sẽ đưa Leo đi chơi cùng với ba nhé. Sao cô không trả lời tin nhắn của mình vậy? Chắc là bận đi đón Leo rồi. Hay là mình cứ tới gặp cổ? Không được, mình đã hứa là không xuất hiện khi có Leo ở Việt Nam rồi. Mình tới mất công mọi chuyện đổ bể hết. Anh Tam làm gốm thủ công mỹ nghệ hả? Đúng rồi ạ. Tôi rất là thích những sản phẩm nó mang cái văn hóa Việt Nam, rất là tuyệt vời. Nếu anh thích thì hôm nào chúng ta sắp xếp xuống xưởng của tôi tham quan. Anh Tam nhớ dẫn tôi đi nha. Cảm ơn anh. Trước khi đi đâu đó thì ngồi ở đây thưởng thức trà Việt Nam cho chính tay già làng pha trước đã. Anh uống thử đi. Xin mời. Từ từ thôi dạ, nghe. Mời. Không, hôm nay là coi như là tôi hồi phục gần bố như má. Anh đi nhà hồi nào vậy? Nhưng cũng phải từ đi từ từ thôi. Thưa thưa ấy, ông bà vẫn đình chiến đấy. Con chào ba, con chào má. Chào bố, chào má. Xin chào là nhóm chuối hột. Chào tụi con nha. Dạ. Chào ông. Con ai thế này? Bé con của con tên là Leo. Hay lắm rồi, thích mắt lắm chứ. Dạ. Ủa con kia là ai? Dạ, ở đây là Jin, ba của con. Dạ. Jin là? Jin, quần Jin. À, dạ. Quần bò. Dạ. Dạ, con chào bác. Cho bác mượn nó một tí nha. Dạ bố. Thích lắm. Dạ, nha. Đi chỉ với ông là phải ngoan, không có phá nhau. Dạ. Không, muốn cho con trẻ mà nó nghe lời mình. Nếu mà nó phá, mình phải phá theo nó. Đây. Nhìn đi, anh nhìn đi. Thấy ông cháu tôi không? Từ áo tới quần y như nhau. Thèm lắm rồi đấy. Phải ngẫm lại mình nhá. Anh xui, tôi đang tu đó. Kìa, bố, má. Hôm nay bạn bè con đang ở đây mà. Thì ta đang vui rồi. Đi với ông nhá con. Yeah. Đấy, ngày mai ông sẽ mua một đôi giày trắng như thế này đấy. Ông cháu mình là song hùng kỳ hiệp nhá. Yeah. đây con ngồi đây, con ngồi đây, ngồi đây. Anh xin. Bây giờ thế này nhá. Thấy thằng cháu mà quên cả đau. Trẻ con có khả năng chữa lành cho những người bị tổn thương mà. Bảo Kim cùng đích đi để chữa lành đi. Nhưng mà bà Nguyệt đâu? Sao giờ này không thấy mặt nữa? Cái bà đã lúc nào cũng trễ nải được. Lâu lắc rồi. Thấy chưa? Nhắc tiền nhắc bạc thì hãy biết mấy. Có mang tiền tới không? Sao tới trễ vậy? Gì vậy? Ê, đi. Ủa, ngồi đây nói luôn đi. Ê. Gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Con gái nó hay có những cái điều riêng tư tế nhị. Kệ nó đi. Cái gì vậy? Ông Hoài á, lắp ló ở kia kìa. Mà thấy ông ở đâu? Anh Tam nè, anh nhớ dẫn tôi xuống xưởng nha. Để chiều mát tôi lên đi nhá. Ok, cảm ơn anh. Uống nước đi em. Dạ, mời. Thôi, vô trong với mọi người trước đi. Cẩn thận hay chưa?
Anh đi vào vòng thấy thế nào? Những lô hàng ở đây tôi rất là thích. Cái lô hàng tôi coi vừa rồi có độc quyền không? Tôi muốn đặt lô hàng này, mua hết. Xin mua hết lô hàng luôn. Vâng. Phải công nhận là tay nghề của anh Tam đây rất là tuyệt vời. Tôi còn muốn đặt thêm một số mẫu nữa. Nhất trí luôn. Bây giờ Jin cứ về gửi hình qua cho tôi. Kiểu dáng nào chúng tôi làm được hết, phải không chủ? Về tới nhà tôi sẽ gửi liền những mẫu tôi cần đặt cho anh làm. Ba ơi, con muốn chụp hình con cả ba và mẹ. Ok. Nha. Ông Tam, chụp giùm tôi đi. Chú Tam, chụp hình giùm con nha. Đây, chú chụp liền đây. Đẹp quá. 1, 2, 3. Mọi người cười tươi lên nào. 3, 2, 1. Ok. Đẹp chưa? Selfie đi. Ok. Đây. Ai không cười tươi dáng chịu nhá. 1, 2, 3.